hội hội lưu thì tĩnh mạch lách này, đúng cái tĩnh mạch dưới này, tĩnh mạch mặt trong trên thành tĩnh mạch cửa. Đây, thầy sẽ hỏi một cái tĩnh mạch trên gan. Em biết sau phình ngọc mục này. Hình ba cái. Hít xong, cố gắng hít xong, phồng cái bụng thật to. Bạn ấy, bạn ngón cái đâu? Ngón cái đâu? Đây là tĩnh mạch phải giữa với trái này, tĩnh mạch trên gan phải giữa với trái. Một đấy á? Bạn thường nếu cắt điểm nó chi thế này, ngay vào từ đây. Nhưng mà cái này thì bạn ấy nhìn hơi khó. Không đẹp lắm. Không đẹp lắm. Em thử sang lại lần nữa. Điện skill luôn. Cần được. Khi nào thầy hỏi cả ống mật mới lại ấy không? Đây, nó mà hỏi cả ống mật. Đây gan có em đây ống mật chủ này. Đây là tĩnh mạch cửa, trên nghe tĩnh mạch cửa trên ống mật chủ đây. Em phải nhìn cả cái ống dò. Thầy để như này. Nhưng mà em thấy được cái tĩnh mạch cửa đây. Đây gọi là rối gan, như ống mật chủ đây. Thế thì còn động mạch gan đâu ạ? Động mạch gan đấy, động mạch gan trong thì ở cái mạch cắt mà lúc nãy em tưởng là nếu mà nhìn vào xuống thì sẽ nhìn thấy ba cái đấy ạ. Ở đây, đây. Khó lắm, động mạch và gan thì thường nó chỉ rất khó. Nhỏ, khó nhìn thôi. Thế thì anh không cần phải cố gắng đâu. Thầy chưa hỏi cho mày gan thì nó nhỏ, rất nhỏ, khó hỏi. Chìm đây, chìm đây gọi gì? Phải gọi nhu mô gan. Không được gọi gan, gọi nhu mô gan. Bao nhiêu sơn này, bao gan này. Thế cái kia sẽ là... tĩnh mạch cửa, đây tĩnh mạch cửa nhá. Tĩnh mạch cửa. Đây, tĩnh mạch này, tĩnh mạch trên gan. Tĩnh mạch cửa, bao nhiêu em nhìn tĩnh mạch cửa sẽ có những cái giải sơ. Tăng âm à? Nó sáng và tăng âm hơn. Thế còn động mạch? Nó phân biệt với tĩnh mạch gan thì tĩnh mạch gan này nó sẽ có giải sơ. Tĩnh mạch đây cũng là tĩnh mạch gan nhỏ đây, tĩnh mạch gan lớn thì nó có gan trái và phải gan giữa đây, chia nhỏ là các tĩnh mạch gan nhỏ đây, nhỏ chỉ đây thì có tĩnh mạch trên gan, nhưng mà chỉ nhánh nhỏ thôi, như mô gan này, tĩnh mạch cửa này. Đấy hôm trước anh thấy hỏi thầy hỏi thì các bạn cảm ơn gì đúng không ạ? Cái gan này thì bao kinh sơn này, bao kinh sơn, bao gan này, bao kinh sơn, tiếng Anh là bao kinh sơn, gì nhỉ? Đây một cái khoang này nữa. Đây sẽ hỏi đây khoang đây thận này, thận phải nhé, đây khoang này, khoang Mollison, tiếng Việt mình gọi là khoang gan thận, tiếng Anh gọi là khoang Mollison, chắc cái thầy sẽ hỏi là khoang gan thận, khoang thận Mollison, thận thì cần hỏi gì? Thận thì tới thay thận sẽ hỏi phần giảm máu me gì, giảm máu sẽ tùy thận, gọi là tháp ma bi ghi hay gọi là tùy thận, tháp ma bi ghi thủy thận này, vỏ thận, tôi chưa hỏi phần gì, phần vỏ, phần nhu mô vỏ thận, còn phần gì, phần xoang thận, hay là phần các đài về thận. Em phải nói từ đây phần các đài về thận thì nó sẽ tăng lên hơn, hay gọi là xoang thận, gọi là xoang thận. Chắc thế đó. Có sỏi thì đây thông thường nếu mà có sỏi thì sẽ ở các khu vực này. Không có sỏi à? Tăng âm. Nó sẽ có cục một cục tăng âm lên. Nhìn tròn tròn nhá. Nhìn tròn tròn mà nó có một cái bóng hơi chảy ra này. Nó sỏi đến hình nhá. Khi mà nó sỏi đi nó sẽ không cho âm đi qua. Nên nó sẽ chống âm một hẳn vùng này. Em cũng sẽ không nhìn thấy một vùng như này là không có gì cả. Đấy là sỏi. Sỏi đến hình. Tăng âm mà có kèm theo bóng cảnh. Mà nó phải nằm ở gì? Nằm ở các đai về thận chứ không phải nằm ở nhu mô này thì không phải gọi là sỏi. Nếu nằm nhu mô thì gọi là đốt cơ hóa. Vôi hóa. Vì sỏi nó phải hình thành trong cái lòng thận thì mới gọi sỏi chứ. Còn đấy nó hình thành nhu mô. Nhu mô làm gì có ống thận. Nhu mô chỉ là một cái tổ chức nó có tổ chức ống tuyến nhỏ để lọc máu đấy.
cái cho các nước tiền đổ vào cái đai của thần nó chỉ sỏi thần thì hình thành cho các đai thôi. Nhu mô thì nhu mô thì siêu cao gì cái nang này có thể có nang này u này lành tính hiệu với nốt vôi hóa nó không cần mình phân biệt với sỏi nốt vôi hóa thì nó nằm nhu mô đấy chỉ gọi là nốt vôi hóa không được gọi là sỏi thận sẽ có gì nữa quay lách cái này là lách đấy làm lách lách thì em phải nghiêng như người để... tim thì chắc là không hỏi đâu đúng là người nhà của lách đấy em biết sâu trời lại đẹp đấy lách đấy rốn lách đấy rốn lách đấy ạ cái chắc 34 tuần chút thay chút cho sang mấy anh nghe chẳng ai à chị ấy chị ấy gọi cho anh nhá thật chịu gọi cho anh bảo hiểm y tế đau thượng vị đã ở đây chị bỏ chuyện anh xuống nếu mà khó lát như vậy mày đo kích thước anh chỉ mua cái vùng lách cho em cả hay là tất cả cái này là đều là nhung mô lách đây nhung mô lách chị hỏi đây gì đây lách chịu đây rồi nhung mô lách nhung mô lách ba mét cửa ba mét đây gần rốn đấy đây rốn đấy thật ra chồng nên không tin đi ấy ở bụng đi mà tin mà là tìm hiểu thêm thì khoang khoang lách thận thì nếu mà có dịch của bụng ấy thì em các em phải xem ở các khoang khoang can thận này khoang lách thận này bởi chỗ phun mua phun nước lá hoặc thì thầy tí thầy sẽ nếu mà có bệnh nhân thì thầy sẽ đo trên đường tuyến đây sẽ là tích mạch lách động mạch lách thì mình sẽ không nhìn thấy được rất là nhiều tích mạch bao nhiêu cân xem bằng quang thầy sẽ hỏi bằng quang xong rồi đến tiền liệt thầy hỏi cách đo nhầm biết à đây bằng quang kiểu ơi bằng quang kìa cái tiếng tiền liệt ở bên dưới đây tiếng liệt đây đây rồi trên đây 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 gì đây là cái niệu đạo cách trở thành nó sẽ có một cái đường tiền liệt này nó sẽ đi đi lên đây niệu đạo cái gì gọi niệu đạo có sỏi không đây không đẹp lắm cách đo cái đo như nào đây đo thì dài rộng cao gì xong thì chia được ra thể tích chia hai ở trên máy nó sẽ có phần mềm được thì nếu mà tính bình thường thì người lấy nhân chiều dài chiều rộng chiều cao xong nhân 1/2 là ra thể tích ở trên máy họ có phần mềm họ thì tự tính được mình nghiệp đã phút dài bao nhiêu đo thì thường thường chỉ đo đây 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 là chiều cao đây là chiều dài bạn này very bình thường vậy ạ. Nếu mà thầy chỉ hạ phân thủy thì hơi khó sợ em không nhớ được nếu mà người ta kiểm tra đục thường người ta kiểm tra chỗ đây không đây cho thầy xem cho phải làm sao dấu hiệu đục thường dấu hiệu là nó cũng dấu hiệu là nhiều cái chất tại thường ngoài bình thường tại thường thì em phải đi em theo bình thường thì thường nó tăng trước bình thường nó dưới 6 bây giờ tăng trên 6 này ấn thì nó không bị xẹp này mà ấn thì nó gây ra mình gọi là mình ấn cái bụng ấy mình ấn cái đầu do bệnh nhân đo
chơi em xem bệnh nhân đi không nhiễm mỡ bây giờ có dịch xung quanh có cái hệ mất hết viêm chứ có những chế phẩm đó gan thì nó nói phần hạ phân thủy thì cũng hơi khoảng em đây gan phải đặt cái gan trái trước đấy gan trái thì cái dây chằng liền dây chằng có cái đấy chắc cái đấy hơi khó gần ba cây hạ phân ba này phân thủy hai này phân thủy ba thì thường nó chỉ ở góc gan này hay góc gan trái ba hai đấy ạ ba đây hai đây còn nếu có thể bạn đo đo gan trái thì đo dọc thôi thường này song song với cái mạch chủ dưới quay cái quan đi còn đo mạch chủ dưới đo mạch chủ đo mạch chủ bụng thì được đây là mạch chủ bụng. Câu hỏi đây đây thì đây tâm vị này. Đây là mạch mạc treo tăng trơn này. Đang có hỏi chắc chắn trái hỏi cái gì đó. Đây là có động mạch chủ bụng. Động mạch chủ bụng đây. Đây là tách cái động mạch mạc treo tăng trơn đây. Đó mạch. Đây là tách đẹp. Mạch cắt đẹp thì thấy cái động mạch thân tạng. Dây tròn liên liêm là một, còn một cái dây chắc tính mạch là đây. Dây liều mặt trước thì dây tròn hơi dễ dưới. Dây chắc tính mạch đây. Đây là cái dây chắc tính mạch của gan trái. Dây chẳng tính mạch đấy ạ. Anh học cái này lâu chưa ạ? Anh học gần 5 tháng. 5 tháng. Đấy, là hạ phân thủy thì có thể xem này. Bình thường em xem hạ phân thủy em sẽ xem ở mạch cắt qua ba cái tĩnh mạch gan này, em không có bụng. Đây chính là hạ phân thủy 5 này. Giữa 8. Giữa hai cái tĩnh mạch trên gan giữa và phải 8 này. 8 à? 8 này. 5 này. 7 6. Có một cái đây nữa đi. Một cái giữa với trái này thì là 4A, 4B, 4A này, 2 3. Cắt được cho đẹp. Thời đợt ấy, em thấy sau thời bình tĩnh. Một tuần hai tuần gì đấy. Đợt đấy có biết cái gì đâu. Chẳng giận gì chẳng học cái gì biết luôn. Chỉ ấy thôi.
còn nếu mà cắt được túi mật rồi em phình cả bụng, phòng cả bụng. Chú bạn này, chú bạn vào đây con nhỏ đâu, bây giờ chú bạn nó sẽ to này, có tí chờ chắc anh no quá, bay cũng no, có đói đấy, chi tiết ra chú bạn nó sẽ nhỏ. Bây giờ thầy chị để mày cắt chúng mặt này, thầy chị hỏi đây phân thi nào, đây phân thi nào, đây phân thi 5, đây phân thi 4. 4 thì chị bên trái, 5 bên phải. 4 bên trái, xem giữa cái chúng mặt này. Đi sự âm lên đỉnh ngược cái hình này. Sao đi sự âm lên đỉnh ngược cái hình này. Ừ đúng rồi, xem rồi. Bên bên phải, bên bên trái. Trước khi phân em mình nói là cái phần backer này. Backer này luôn luôn nó ở bên phía bên tay phải này. Và cái phần này, phần này phần gì gọi là gì, nói chung hai phần này phải chung nhau, nhận cái phần này với phần này là phải em mình luôn luôn để bên tay phải của mình nhá, của mắt cơ bên phải, cái nào mà gần thận thì sẽ là hạ phần sáu, cứ thấy thận sẽ em trên trên mô này là sẽ hạ phần sáu, còn bên bên phải của mắt sẽ là 5. Bên trái là 4. 5. Em nghĩ là hết, đang nghĩ là hết rồi. Tính mạch này, ở đây thì mạch như cái mạch cửa nhỏ này. Anh chỉ lại động tính mạch đi anh. Chủ yếu cái tính mạch cửa nhé, nên ta sẽ hỏi. Em biết xong. Cái cửa phải đây em cười. Chưa ra cửa phải cửa trái. Trái dài này đây, tính mạch cửa đây, tính mạch lách. Tính mạch cửa là gì? Là nó hợp view của tính mạch lách. Một cái tính mạch mặc treo sang mặt treo trên dưới. Không, mặc treo sang trên. À quên, mặc treo sang trên. Còn mặc treo sang dưới thì nó đổ thẳng tính mạch lách. Cho nó chỗ hợp view. Chạy vào đây, đây này tính mạch cửa. Và nó tách ra cửa phải, cửa trái. Cửa phải cửa trái em sẽ ở mặt cách này đấy, tính mạch cửa rồi đó, nó tách lên tính mạch gan phải, tính mạch gan trái, đây đây là tính mạch cửa trái, cửa trái gan phải, tính mạch gan trái không, tính mạch cửa phải cửa trái, có cả cửa phải cửa trái á, không, cửa này là tính mạch là cái tính mạch cái gan phải gan trái, vâng, thì ở Việt Nam mình không gọi, mình gọi là tính mạch trên gan phải, trên gan trái, trên gan giữa. Trên gan là trên, là trên là nó đổ vào cái đổ vào tĩnh mạch chủ dưới, nghĩa là tĩnh mạch cửa là gì, tĩnh mạch cửa chính là cái nguồn nuôi gan, nó là gì, nó là hợp dụ tất cả các tĩnh mạch của ruột này, đổ hết vào tĩnh mạch cửa, sao chia ra cửa phải cửa trái, cửa phải cửa trái theo cùng với động mạch gan, gan phải gan trái đúng không, cùng với động mạch gan nuôi toàn bộ gan, đấy là lượng máu của nuôi gan. Đây thì thôi, nhưng mà của bạn khó cắt. Đây là cái gan đấy. Đây bên phải này, xin nối này. Bạn em xin các bộ phòng các bộ. Vừa nãy là trên gan phải, trên gan giữa, trên gan trái là chia ra đấy đúng không ạ? Nên là đây. Nó sẽ đẹp, nó đây này. Ừ, ba nhánh này, tính mạch trên gan phải, trên gan giữa, trên gan trái. Đấy, tính mạch chi đồ tính mạch chủ dưới. Tính mạch chủ bụng. Tính mạch chủ dưới. Ừ, chủ bụng, chủ dưới. Có động mạch chủ bụng. Tính mạch chủ dưới. Còn tính mạch cửa là sẽ hợp nhiều. Còn đây là cái đồng. Còn đây là cái tính mạch. Ống mạch chủ. Tôi sẽ hỏi trên tính mạch cửa gì, ống mạch chủ. Ống mạch chủ là cái này, động mạch gan mà trước tính mạch chủ. Tĩnh mạch cửa. Thông thường ống mạch chủ sẽ nằm bên ngoài, phía ngoài thì bên phải hơn so với ngoài bên phải. So với cái ở trước. Nên siêu thường mới siêu ống trước. Được trước là cái tế ống mạch chủ. Sau em sẽ đi vào trong thì mình sẽ có thể ra cái động mạch gan. Em đi phổ mạch lên thì mình biết là nó. Không phải là cứ phổ mạch lên là cái nào là mạch là nó sẽ có màu, vì nó hiệu ứng nó gọi gì, có đi ra trước thì màu đỏ, đi ra sau màu xanh, đúng rồi, thế nào đi về trước cái đầu dò lại xem màu đỏ, đi ra sai đầu dò màu xanh,
mà nó không phân biệt được, cứ phải mạch máu nó mới có màu. Có thể nhiều quá, nghĩa là có dòng chảy trong một cái lòng ống là nó là sẽ có biểu hiện là chắc chưa có màu. Nhiều quá thì sao? Nhiều quá, ví dụ như quả em khi ăn đồ quang quang thì nó nước tiểu chảy xuống, khi em siêu âm quang quang có thể để xem. Không màu. Ừ, để xem bài bắt đầu. Nó một cái dòng màu phụt lên, nếu mà bắt được nó nước tiểu chảy xuống. Đấy là liệu quản đồ vào quản đấy. Bấy liệu quản, xem bạn có bắt được. Đấy là cái nang đấy. Ừ, cái nang. Không, mấy cái máy mạch máu xung quanh. Ví dụ có dòng chảy nó phụt lên. Thì là không phải là có mỗi mạch máu mới có màu. Ờ, chứ không phải mỗi mạch máu có màu. Nếu cái nào có dòng chảy, hiệu ứng dòng chảy là sao? Hiệu ứng dòng chảy. Ừ, đợi nước tiểu khi nó nước tiểu nhiều ấy thì cái cơ thắt ở chỗ niêm mạc màng quạ, chỗ cổ quạ, cái chỗ đổ vào đoạn đổ vào ấy nó mở ra thì nó kéo phục lại trong màu nó phục lên. Cũng hay phết đấy, nhìn hình ảnh đẹp. Anh nhìn đúng rồi là. Thì em mới từ trên trời xuống. Mày điên à? Mày dám gì vậy? Tối đi đây, đây con này đi về đi, ok. Chuyện này ok. Bất tài. Bất chế nó chỉ nhỏ. Đây. Đây có thể lên lên đây. Thận này phải làm việc rồi. Để trong chế nó. Em lấy rồi. Đây. Đây. Đấy là những cái mày quái tàu chị. Đấy.